Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft thợ săn kho báu. Tình hình là bây giờ mình phải cày cuốc lại từ đầu rồi. Hôm qua ngựa chi xách cả đống đá kho báu đi theo gốc cuộc, giờ không còn cái nịt nữa. Cày cuốc lại từ đầu thôi. Và mình sẽ nâng cấp lại cái cây cúp một lần nữa ha, để cho nó có cái dòng gia tài. Đâu rồi ta? Gia tài đâu nhỉ? Đây, gia tài 3 nhá. Cần 29 ngọc lục bảo với một quyển sách nè. Rồi, mua luôn cho chắc, chứ mình cường hóa kiểu hên xui lắm. Còn khi cường hóa thì sao? Mình sẽ được chậm hỏng 3. Hợp lý. Chậm hỏng thì mình sẽ lấy cho cây cúp luôn nhá. Lấy chậm hỏng 3 trước đi. Rồi. Ui, còn có gia tài 2 nữa. Vậy là bây giờ mình còn thiếu dòng hiệu suất cho cây cúp của mình. Thế nên mình sẽ mua thêm một quyển sách hiệu suất với cái giá là... đâu rồi ta? 29 ngọc lục bảo. Ok. Thêm 24 ngọc lục bảo cho một quyển sửa chữa nữa. Đây, mua nha. Xong. Vậy là bây giờ mình đã có một cây cúp khá là xịn sò để chúng ta có thể phục vụ vào cái việc đào đá kho báu rồi. Đây, gia tài 3 luôn mới chịu. Rồi, nó đã tốn của mình rất là nhiều kinh nghiệm rồi. Giờ mình sẽ không có xài thêm nữa đâu. Nhưng mà mình còn thiếu một cây rìu thì phải, đúng không nhỉ? Mình có nên làm một cây rìu bằng xương rồng không? Mình còn khá là nhiều xương rồng nè. Được luôn. Đây. Có cúp là phải có rìu luôn ha. Một xíu có gì mình chặt gỗ nó cũng nhanh hơn. Hiệu suất 4 luôn. Rìu mà còn cho gia tài nữa. Tới hồi thiệt. Giờ thì chịu khó đi đào thêm đá kho báu ha. Một xíu về, hy vọng là mình sẽ có nhiều một tí. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu cái công cuộc phục thù ở bên thế giới kho báu thôi nào. Chưa gì đã có kim cương rồi. Để coi coi gia tài 3 hoạt động như thế nào đây. Được. Hên này. Có luôn đá kho báu. Thử nha. Mấy viên? Mình sẽ có được 2 viên đá kho báu trong lần đầu tiên. Đây rồi, nhân phẩm của mình đây rồi. Ít ra phải vậy chứ. Tiếp theo, được mấy viên đá kho báu đây? Lại là... lần này là 3. Wow, hên thiệt. Chắc đang an ủi cho mình đúng không? Nữa nè. Ui, lần này có 1 thôi, hết an ủi rồi. Ok, mới an ủi người ta xong giờ lại hết an ủi rồi. Lần này thì được mấy viên? Ui, lần này là 4 viên. Tiếp tục nè, 3 viên. Có nhiều đá kho báu quá không nhờ. Chắc mình lên trên mình chế tạo pha lê kho báu đi phục thù thôi nhờ. Chứ đào nữa mình sợ mình dùng không hết đá kho báu ấy. Ý trời, hết đường rồi, thôi. Lên thôi. Bội thu nha. Giờ thì cho đá kho báu vô đây. Phải để tay phải mới được à. Wow. Ui, cần trứng rùa nữa kìa. Sao mà đỡ được, mình đã có trứng rùa từ lần trước rồi. Thì cứu mèo. Tiếp theo là một ít bột đá phát sáng. Đây. Rồi tới tre. Tre thì mình có trồng ở trước nhà rồi. Nhưng mà bây giờ khó là mình phải lấy những cái khối này là khối tuyết à. Tuyết thì chắc phải kiếm chỗ nào lạnh lạnh để mình lấy thôi. Giờ thì lấy tre trước cái đã. Chút xíu nữa là người nhà quê rồi. Cái que đâu? À thôi, mình lấy que từ tre cũng được. Định đi đào tuyết mà không có xẻng lấy gì đào. Tính lấy tại không đào à. Rồi, có xẻng để xíu là đào tuyết rồi nhá. Giờ thì cho tre vô đây thôi. Cho vào. Xong. Tuyết hả ta? Để mình nhớ lại coi mình có từng đi ngang cái vùng nào mà nó có phủ tuyết không nhờ. Ủa, bây giờ còn cánh đâu mà bay ta? Khoan. Hình như mình hết cánh cứng rồi. Đúng không vậy? Ủa, mình chẳng còn cái cánh nào luôn. Trời đất ơi. B
Bây giờ là đi bộ thôi. Su cà na thiệt. Hơi xa một xíu nhưng mà không sao, có tuyết là được. Ui trời, mình lỡ đánh trúng cá heo hay sao. Xuống nước đi, nhảy lên bờ hồ mắc cạn bây giờ. Rồi nhảy lên thôi. May quá mình có học kỹ năng nhảy cực cao ấy, nên leo núi là rất là dễ ha. Kìa kìa, đằng kia có tuyết à kìa. Hồi nãy là cần bao nhiêu tuyết ta, 40 khối tuyết hay sao ấy. Lấy nhiều nhiều đi cho chắc. Ủa nhưng mà sao chết ở đây ít tuyết thế nhờ. Không biết có đủ 40 khối tuyết cho mình hay không này. 36 khối rồi. À chắc đủ, vừa đủ luôn á. May thế nhờ. Lần sau hy vọng nó đừng kêu lấy tuyết nữa, lấy tuyết nữa. Mình không biết tìm cái núi nào có tuyết nữa đâu. Gần mình hết núi tuyết rồi đó. Chỉ có mấy cái núi cao cao như vậy thì mới có phủ tuyết thôi ha. Rồi 40 mấy khối luôn. Quá tuyệt vời, đi về thôi, về thôi. Ủa? Ủa nó cần có 22 khối mà ta, sao mình... Ồ vậy là mình nhớ nhầm rồi. Thôi kệ không sao, dư cũng được ha. Giờ thì chúng ta sẽ có lại được một viên đá kho báu. Tên tên. Mình rút kinh nghiệm rồi. Chế được viên nào mình cất vô gương liền. Mình không có đem theo nữa. Không có ngựa ngựa mà đem theo cả đống đâu. Mất là mất hết luôn á. Ôi bây giờ nó còn khó hơn nữa. Nó cần có băng cơ. Lưu ly, hai cái yên. Chắc sắp tới mình cũng dùng xẻng nhiều á, nên mình sẽ đầu tư một cái xẻng bằng xương rồng đi. Vậy nha. Đây xẻng bằng xương rồng nè. Sau đó mình đem cái bác dân làng bán sách mềm mại cho mình. Bác dân làng nào ta? Đây luôn, đúng bác dân làng này luôn. Mua thêm một quyển sách mềm mại nữa. Sắp tới là mình không có sợ hết Ngọc Lục Bảo đâu. Vì cái hộp quà ở phía trên này nè, là hộp quà sẽ cho mình Ngọc Lục Bảo á. Mình chỉ cần áp ca thôi là nó sẽ cho mình số lượng rất là lớn Ngọc Lục Bảo. Tha hồ mà shopping đó nha. Đã thiệt sự. Ủa đâu rồi? Ủa cái bác này định đi đâu? Đứng lại. Đi đâu mà vội mà vàng. Phải bỏ vô trong rương lại liền. Kẹo bỏ trốn mất á. Hả? Hồi sớm mình thấy có sách hiệu suất hay sao á. Đây. Hiệu suất luôn. Hợp lý. Mình sẽ cho cái xẻng mình có dòng hiệu suất nè. Rồi thêm dòng mềm mại nữa ha. Rồi giờ thì mình sẽ đi lấy băng thôi. Cuối cùng thì cũng tới một cái vùng biển băng rồi. May thế nhờ. Nhưng mà sẽ rất là nguy hiểm nếu như cái con lăng quăng kia nó phát hiện ra mình. Ok, mình sẽ né nó ra xíu. Bây giờ là mình hơi bị rén luôn. Giáp kim cương là nó hung mình hai cái là mình đi á. Nên nhịn nó một xíu ha. Rồi, giờ thì lấy băng thôi. Chắc lần này mình sẽ lấy thiệt là nhiều ấy. Vì cái vùng biển này, mình đi cũng rất là xa thì mới có thể gặp được nó. Ồ. Ồ, vậy là tính ra cái vùng này nó gần cái chỗ thủy cung lần trước mình khám phá nè. À, vậy là chỉ xa hơi hơi thôi ha. Nhưng mà mình cũng sẽ lấy rất là nhiều băng thôi, yên tâm. Lấy cho xứng đáng luôn. Ở đây nữa. Rồi. Về ta hồ mà chế tạo luôn. It was at this moment that he knew he fucked up. Ui, nó tới rồi. Bình tĩnh đi. Bình tĩnh. À, con lăng quăng này nó bị nước cuốn vô đây. Mình thịt nó luôn. Nước ở đây nó bị cuốn nè. Cái nó trôi vô đây á. Này thì lạc trôi hả cưng. Thịt nó liền. Ui, làm nãy giờ mình sợ muốn xỉu luôn á. Còn bây giờ thì cho nguyên vật liệu chế tạo pha lê kho báu vào đây thôi. Hả? Ồ. Mình hơi quê rồi. Nó cần băng, nhưng mà mình đào là băng nén nên nó không có chấp nhận. Oh no. U là trời, quên kiểm tra. Đào lộn lỗ băng rồi. Ok. Đây đây đây, băng bình thường là băng này nè. Trời đất ơi. Người nhà quê thiệt chứ. Ui, con giang hồ biển này. À, ngươi là cũng có họ hàng với giang hồ biển cầm đinh ba đúng không? Xử luôn. Đừng có láo tét với tôi nha. Gặp là trụng đó. Rồi, giờ thì chế tạo được rồi nè. Phải đi hai chập thì mới lấy xong số lượng băng à. Và đây là phiên pha lê thứ hai. Quá đã luôn. Ừ, lần trước mình chế tạo còn dư một cái bánh á. Hay là bây giờ mình sẽ làm cái thử thách tìm bánh đi nhờ.
Hợp lý ấy. Quyết định gì luôn đi, tại vì khi mà mình kết hợp viên pha lê kho báu với một cái bánh thì mình sẽ có được viên pha lê kho báu với cái thử thách là săn tìm những cái bánh nè. Rất là khó đó nha. Cái này chắc để dành đi. Để dành một xíu nữa. Giờ thì mình khám phá cánh cổng kho báu thường trước. Nhưng mà trước khi đi thì để mình nâng cấp giáp lên cái đã. Mình muốn sở hữu cho mình một bộ giáp bằng vảy rồng nè. Số lượng vảy rồng này mình có cũng rất là lâu rồi, cách đây mấy ngày. Nên mình muốn dùng nó để chúng ta làm ra một bộ giáp thiệt là xịn á. Nhưng mà bây giờ thì không có cường hóa được, tại vì mình hết kinh nghiệm rồi. Nên mình sẽ mặc bình thường thôi. Khi nào có kinh nghiệm về mình sẽ sửa chữa rồi mình cường hóa sau ha. Đó, có giáp xịn, có giáp xịn. Giờ thì còn thiếu mỗi một cây cung thôi à. Mình sẽ làm thêm một cây cung bằng xương rồng nữa, để mình bắn cho nó mạnh mạnh ha. Con nào lén phén gặp mình từ xa là mình bắn headshot nó liền. Đó, có cung luôn. Và cung thì bây giờ mình chỉ cần lấy ngọc lục bảo ra, để mình đi mua một vài quyển sách cường hóa là ghép vô được ha. Là nó tự mạnh thôi. Đây, mình sẽ mua sức mạnh cấp độ 5 trước nè. Đấy, vô hạn của cái bác dân làng này. Rồi gì nữa nhờ? Còn gì nữa không ta? Hết rồi. Mình không biết còn sách chậm hỏng hay không. Nếu mà còn chậm hỏng, ô có lửa nữa nè. Lửa, lấy lửa luôn. À có chậm hỏng 3. Quá tốt. Ô nhưng mà mình có đủ kinh nghiệm để ép không vậy? Tốn 3 cấp để có được chậm hỏng nè. Thôi mình lấy sức mạnh trước đi, tại vì sức mạnh rất là quan trọng luôn. Sức mạnh tốn 5 cấp. Vô hạn tốn 5 cấp. Thôi xong rồi. Mình cần 6 cấp cho quyển chạm hỏng và 5 cấp cho quyển lửa. Ồ, vậy là phải đi xuống hang đi săn thêm quái nè. Hoặc là bây giờ đi săn ngoài cái vùng đồng bằng cũng được. Giờ ban đêm mà, nên quái khá là nhiều ha. Tha hồ cho mình săn luôn. Cường hóa cung lên nha. Bắn cho xịn nha. Rồi, giờ thì chỉ cần chế tạo thêm mũi tên cho cung nữa thôi là mình đã có thể lên đường và đi quẩy được rồi. À mà còn thiếu, mình sẽ lấy thêm thuốc nữa. Rút kinh nghiệm từ mấy lần trước rồi, mình phải chuẩn bị nhiều nhiều thuốc một xíu để có gì mình còn hồi phục nữa. Giờ thì kích hoạt cái cánh cổng đầu tiên trong ngày thôi. Và nhiệm vụ của mình là sẽ cố gắng cày cấp mới được. Hiện tại thì mình đang cấp 10 đúng không? Mình sẽ cố gắng đạt mục tiêu là cấp 25 đi. Vì cấp 25 thì lúc đó đồ cho nó sẽ xịn hơn. Ê đi ra Strider. Ủa mình lỡ đánh nhầm rồi. Đi ra đi. Trời ơi, vô trong chổng là nó bắt cóc cưng đó. Rồi, giờ không chần chờ gì chúng ta sẽ bước vào ha. Để xem coi lần này. Quỳnh lần này nó cho mình một cái thấy khá là ok nè. Đó chính là giảm 10 độ khó á. Khi mà giảm độ khó thì quái chắc sẽ ít hơn á. Rồi nhân hai cơ hội gặp những cái quặng kho báu. Nhưng mà đánh đổi lại mình bị dính hiệu ứng đói rồi. Và đói là một trong những thứ mình rất là ghét nữa. Ủa? Mới vào nó cho mình phiến đá cổ rồi. Hên vậy ta. Ồ dưới này còn có căn phòng gì nữa này. À giảm độ khó một cái là những con quái rất là yếu luôn. Mình đánh nhẹ cái là nó xỉu à. Tốt quá tốt quá. Cái gì vậy? Trong đây một có một... À đây là một cái đường đi à. Ồ. Nhưng mà quái nó vẫn rất là nhiều nha. Tuy giảm độ khó nhưng mà quái nó vẫn rất là nhiều này. Ở trên này có cái rương. Rương nhiều đồ. Căn phòng đầu tiên có vẻ là khá là ok la. Ý. Ồ không không, đây là khói reset. Hú hồn. Tưởng đâu đây là những khói netherite chứ. À, tới công chuyện với mình liền. Trên lầu có rương không? Có rương nữa. À có bánh nha. Ừ nhắc bánh mới nhớ. Một xíu về chắc mình sẽ ăn nốt số bánh mà mình có được trong thời gian qua quá. Mình cũng có khá là nhiều bánh rồi đó. Và điều mình ghét nhất đã diễn ra rồi. Mình đi chưa hết cái căn phòng đầu tiên nữa mà đã đói meo rồi. Ủa? Đằng này. Đằng này là một cái rương thử thách. Được nha. Lại đây mấy nhóc. Cho anh xin mấy cái linh hồn coi. Một linh hồn cuối cùng.
Lại đây cưng, lại đây cưng. Đúng rồi. Mở rương nào. Có thêm bánh. Rồi thêm một cái rương thưởng ở đây nữa. Căn phòng đầu tiên mà đồ nhiều như vậy rồi. Đã thiệt ấy chứ. Có vẻ hôm nay mình sẽ nhiều khả năng là gỡ gạc lại những lần trước đây. Ao ao ao. Chơi mà chỗ thuốc độc. Không chơi luôn, giận rồi, đi tiếp. Mình sẽ đi qua cánh cổng này. Đúng không? À đúng rồi. Chiến thuật vẫn là đi một đường thẳng trước ha. Như vậy thì mình sẽ tối ưu được cái thời gian khám phá hơn. Căn phòng tiếp theo mình tới nó khá là giống một cái lồng chim. Ui 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 ui. Khá là giống một cái lồng chim ha. Bên trong có một cái pho tượng con vẹt khổng lồ cơ. Wow, bữa nay chúng ta sẽ khám phá lồng chim nha. Nhưng mà mình sẽ xuống theo cái đường nước đi. Chứ nhảy nhót lỡ mà đặt xô nước hụt một cái là đi luôn á. Có một cái rương đổi một phút. Cho mình một vài cái bánh. Cũng được đi. Mình sẽ cố gắng lên trên để khám phá trước ha. Tại vì trên này nó có một cái phiến đá cổ nè. Vậy là chúng ta đã kích hoạt được 2 trên 5 phiến đá cổ rồi. Cổ lên, cổ lên. Dưới này thì còn rất là nhiều rương nữa. Mình tranh thủ lút được cái nào thì mình lút ha. Không biết là bên trong pho tượng con vẹt đó nó có dấu đồ không nhờ. Rất tò mò nha. Giờ chúng ta sẽ leo lên trên kiểm tra thử coi. Nãy giờ mình ngồi ở dưới mình tìm mấy cái rương á. Nhưng mà đồ nó cho cũng không có quá nhiều. Ý, có. Nó có chứa khoáng sản bên trong. À, nó chỉ dấu quặn thôi à. Ồ, đúng rồi, nó chỉ dấu quặn thôi. Ok, giờ thì đi xuống thôi nè. Căn phòng thứ 3 thì không có cho mình phiến đá cổ rồi. Nhưng mà không biết là nó có dấu cái gì bên trong mấy cái thùng này không ha. À, dấu quặn, ok. Dưới nước thì nó còn có những cái thuyền nữa cơ. Thử nha. Mình sẽ thử coi trong những con thuyền này nó có dấu đồ không. Nó khá là giống mấy cái con thuyền ở trên thế giới thường của mình ha. Ồ, nó có dấu rương nha, nó có dấu rương nha. Yêu, nhưng mà hết oxy rồi. Ây dùi. Nó có dấu một rương thôi. Dưới này thì còn có cái quặng gì lạ vậy. Đào luôn. Khói vàng đâu nè. Chắc trên thuyền này nó cũng sẽ giấu đồ ấy. Trèo lên thử nhá. À, giấu mấy thanh sô-cô-la đồ. Hết rồi. Căn phòng thứ hai thì cũng không có quá nhiều room. Đây là căn phòng thứ tư. Wow, có phù thủy. Bình tĩnh nào phù thủy. Gặp mình cái là ha, me lại chỗ thuốc độc thôi. Trên kia có khói kim cương kìa. Mình sẽ quan sát kỹ coi nó có treo khói netherite hay không á. Để mình còn đào nữa. Giờ lên trên này mới thấy nó nhiều quái thiệt sự á. Gươm bay đồ cả đống luôn kìa. À, định cản đường hả gì. Mơ đi mấy cưng. Ui, giang hồ nhỏ. Mới đập thôi là nó đã xuất hiện nữa cơ. Gì mà nhiều quái vậy. Xin nha. Còn cái rương nào khác hay không? Hình như đây là chỗ cao nhất rồi. Ờ, có vẻ hết rương rồi. Một cái rương thử thách ở dưới. Được, để coi cái rương này đánh đổi bằng cái gì cái đã. Đánh đổi 5 trái tim. Ok. Mình sẽ phải cẩn thận nha. Tại vì bây giờ mình đang rất là yếu luôn. Lỡ ngớ là mấy cái con zombie nó sẽ canh lúc mình yếu nhất á. Nó nhảy xuống nó cắn mình là thôi đi luôn á. Hơi toan rồi. Không biết là mình có đủ thời gian để tìm nốt 3 phiến đá còn lại hay không nữa. Sao mấy phiến đá cuối khó tìm ghê á. Rồi bây giờ mình tới một cái căn phòng mới hoàn toàn. Ui, căn phòng này giống như căn phòng mùa đông vậy. Wow. Độc lạ nha. Có dấu đồ không? Không có. Ý, đằng kia thì có một cái rương cả. Được, kiểm tra thử. Wow, rương xịn. Không biết tầng dưới thì như thế nào nhỉ?
tầng dưới có rương không? À, tầng dưới hơi bị nhiều rương luôn. Như vậy thì đồ của căn phòng này chủ yếu nó dồn ở dưới tầng dưới nè. Ý, biết rồi nha. Cái này nó nhiễu trúng đầu có sao không vậy? À, không sao. Hơi tò mò xíu thôi. Còn có 5 phút hả? Mới tìm được có 3 phiến đá tổng cộng thôi. Toan rồi, chiến này toan thiệt rồi. Cái rương gì đây? 20... mình có 21 cấp, cái rương này đòi 20 cấp. Đổi luôn. Chủ yếu là mình lấy bánh các thứ đâu nè. Sợ gì? Giờ còn có ít cấp mà. Một phiến nữa thôi. Đây là phiến thứ tư rồi. Cố lên, cố lên. Mình đang kiểu vừa đi tìm thật là nhiều rương nhưng mà vẫn cố gắng tìm nốt mấy cái phiến đá. Chứ bây giờ mình hoành lại cái chỗ ban đầu ấy, nội tìm căn phòng đó thôi là cũng không kịp thời gian đâu. Nên... Ê! Tới luôn rồi! Yes! Như vậy thì không lo, khỏi về rồi ha. Giờ thì chỉ cần chuẩn bị để chiến đấu với boss nữa thôi. Wow, có thùng quà luôn kìa. Từ để mình tiêu diệt quái boss rồi đó. Lấy bánh các thứ đồ. Hấp dẫn, hấp dẫn. Còn tới tận 4 phút mà. Lo gì? Ui, nhưng mà hơi nhiều quá nha. Phía bên kia còn có một cái rương thử thách. Không biết là thử thách gì đây. Đừng nói đánh đổi trái tim nha. À không, thử thách farm quái thôi. Vậy thì dễ rồi. Là đây cưng. Bắn liền. Mình đang đứng ở chỗ cao nữa nên cái này khá là hợp lý ha. Rồi, còn 2 linh hồn nữa thôi. Còn 1 linh hồn nữa. Rồi, nhóc Reaper lại đây. Hy vọng cái rương cuối cùng này sẽ cho mình thật là nhiều đồ ha. Để chúng ta còn chiến đấu với boss nữa. Rồi. Ủa, chỉ cho bánh đồ các thứ thôi. Thôi kệ. Giờ thì hồi phục thêm một tí máu. Ăn thêm một trái táo. Và chúng ta sẽ khô máu với con boss lần này luôn ha. Ơ kìa, quái lại xuất hiện. Chuẩn bị đánh boss thì quái xuất hiện à. Đây, tiêu diệt nó đi. Rồi, vô. Lần này lại gặp cái con quỷ lửa lần trước. Con quỷ lửa này rất là lâu mà mình chưa gặp này. Ơ, đâu rồi? Ơ, hay. Ui, boss mà chơi rén. Chơi mà rén. Chơi mà rén. Đâu rồi, đâu rồi? Chơi mà rén. Bắn nè, headshot nè. Cung mới của tôi hơi bị xịn. Ui, nhưng mà con quỷ lửa này nó có khả năng né chiêu giống như... Né đạn giống như là Enderman vậy. Mình bắn là nó sẽ dịch chuyển nha. Khốn kiếp thiệt. À đây lên, khuôn áo như người luôn. Tàn đợi người rồi. Tàn đợi người rồi. Dùng đam lẻ. Tranh thủ dùng đam. Tàn đợi người rồi. Chạy đi đâu. Lụm cái hộp rương của boss cái đó. Đây rồi, có rồi. May quá. Lần này vô đúng cái cánh cổng kho báu, nó giảm độ khó. Vượt qua rất là dễ ha. Tuy nhiên hơi tốn thời gian để chúng ta tìm căn phòng của boss thôi. Dạ thì mình sẽ unbox cái hộp rương của boss luôn nè. Coi có đồ gì. Ôi, lần này boss cho đồ bèo rồi. Oh no. Không biết cái tượng này cho mình đồ gì ta. Khói tuyết. Hồi nãy đi đào tuyết mệt quá, bây giờ nó cho hẳn một cái rương cho khói tuyết luôn nè. Nếu mình muốn farm khói tuyết á, mình có thể đặt cái tượng này ở phía trên. Nó sẽ tự động kiểu như là tặng mình khói tuyết trong một khoảng thời gian thôi. Cũng hay ha. Ngoài ra thì rương boss còn cho mình thêm một cái đầu rồng nữa. Với một ít khoáng sản à. Hết rồi. Có tiền bạc thì mình sẽ mua vụn netherite chẳng hạn. Đấy. Cũng ok này. Hôm rày thì mình gom cũng được khá là nhiều những cái bánh kho báu rồi ha. Ăn thôi chần chờ gì nữa. Ăn hết 44 cái này chắc mình cũng lên được khá cấp đó nha. Để coi ăn hết được bao nhiêu cấp nào. Ồ, ăn hết số bánh này mình lên cấp 17 rồi. Ui, và cộng tới 8 điểm học kỹ năng lận. Tha hồ mà cho mình học luôn nha. Và đầu tiên mình muốn học đó chính là kỹ năng đào nhanh này, để giúp mình đào những cái lòng spawn nó nhanh hơn á, và phục vụ vào công việc chiến đấu của mình nữa. Rồi, giờ thì mình đã có hiệu ứng đào nhanh cấp độ 2 rồi.
đánh siêu nhanh luôn. Mình thì chưa đủ cấp để chúng ta học được, ủa để nâng được cái kỹ năng tốc độ. Chắc phải gán cày lên cấp 25 để chúng ta nâng tốc độ lên cấp độ 2 á, chạy cho nó nhanh một xíu. Còn bây giờ mình sẽ dành ra một điểm kỹ năng để chúng ta tăng thêm trái tim nè, tăng cơ hội sống sót lên. Rồi kỹ năng Elvis, đây là kỹ năng mình thấy rất là đỉnh luôn nè. Mình sẽ loại bỏ tất cả sát thương khi rơi luôn. Ê, nhỡ mà mình té từ trên cao thì mình cũng không sợ bị mất máu. Có nên đầu tư không ta? Kỹ năng này rất là VIP này, nó sẽ cứu nguy cho mình trong một số tình huống cấp bách đấy. Rồi mình quyết định rồi, học luôn. Nhỡ mà mình có nhảy thiệt là cao, ví dụ luôn nè, giờ ra ngoài ví dụ luôn, nhảy thiệt là cao đi. Đó. Té xuống không xi nhê gì. Đấy rồi, vậy là một xíu mình tha hồ nhảy nhót, không sợ bị mất máu ha. Quá là đã. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng cái viên đá kho báu có kết hợp với cái bánh để chúng ta thực hiện cái thử thách tìm bánh ha. Mình nghĩ là nó sẽ rất là khó đó, nhưng mà không sao, càng khó thì chúng ta càng nên thử ha. Giờ thì bước vào thôi, hồi hộp quá đi. Nó cho mình cái gì vậy? Speed đi. À, cộng cho mình thêm một tốc độ, nhưng mà mình sẽ đào chậm một xíu ha. Thôi kệ, không sao hết. Và nhiệm vụ của mình là mình phải tìm 22 cái bánh trong cái cánh cổng kho báu lần này. Thường thường thì chúng ta sẽ tìm boss đúng không? Ủa, tìm phiến đá đúng không? Còn lần này chúng ta sẽ chuyển sang tìm bánh nha. Nó sẽ khó hơn rất nhiều vì bánh nó sẽ giấu ở những cái nơi rất là khó tìm luôn. À, trong này nó không có dấu rương à. Trời đất ơi. Làm nãy giờ mình ngồi mình đào các thứ. Và phía bên này nó có chỉ cho mình cái bánh luôn. Tức là khi mình gần cái bánh thì nó sẽ có hiện lên một cái dòng chữ ha, để cho mình biết là mình đang gần cái bánh. Cũng hay đó. À, trong này mới có đồ nè. Tìm đúng căn phòng có đồ rồi. Nhưng mà bây giờ quái vật nó đã trâu hơn rất là nhiều rồi. Mình cấp càng cao thì quái nó sẽ càng mạnh ấy. Nên đây cũng là một điều rất là khó khăn cho mình đây. Ripper nổ. À, căn phòng thứ hai thì bánh nó giấu ở một chỗ dễ tìm hơn nè. Nó giấu ngay cái đường đi luôn ạ. Cho mình xin cái bánh nha. Đã vậy ở dưới nó còn có rương nữa. Được luôn. Nhưng mà rương thì mình thấy nó không có đồ xịn nhiều lắm. Như vậy thì chắc ở mỗi căn phòng nó sẽ giấu một cái bánh rồi. Nãy giờ mình đi mình thấy vậy ấy. Ồ, căng nha. Vậy là có tổng cộng là 22 căn phòng khác nhau. Giang hồ biển này thì giang hồ biển nè. Giỡn mặt. Ui, nhiều quá vậy. Ui, giờ nó đông thiệt sự ơi. Đấy, cái bánh thứ ba. Vậy là chúng ta đã có được 3 cái bánh rồi. Rồi luôn, giờ tới căn phòng toàn là cây không luôn. Mà quái nhiều nữa. Căn phòng này hơi bị bất ổn nha. Không có đường đi. Thôi xong rồi, đã khó càng thêm khó rồi. Phải chi mình có được cái hiệu ứng mà giảm 10 độ khó thì hay. Quái nó sẽ yếu đi và mình sẽ chiến đấu dễ hơn. Nhưng mà lần này thì không, nó không hề có hiệu ứng đó ha. Và đây là cái bánh thứ tư rồi nè. Wow. Ôi, nhưng mà sao cái bánh này ngộ nha. Cái bánh này cho mình cái hiệu ứng đói. Cái bánh kỳ cục bì. Vô lý. Cái bánh thứ năm nó lộ thiên luôn. Cho mình xin nha. Nhưng mà kiểu nãy giờ mình mãi mê mình tìm bánh ấy, mình loot không có được bao nhiêu đồ hết. Ui. Ôi, ôi, ôi. Cái gì ấy? Đó. Chút xíu nữa là đi luôn rồi. Hên là mình có dự trù một cái xô nước sẵn. May quá. Giờ cũng tranh thủ loot đồ kiếm thêm chứ, nãy giờ ít loot lắm. Lo tìm bánh muốn muốn lòi con mắt ra luôn á. Cái bánh thứ 6 cũng là cái bánh lộ thiên. Mình mong là những căn phòng sau nó cứ lộ thiên như vậy đi.
thì sẽ rất là tuyệt vời luôn. Mình để mình có nhiều thời gian hơn mình lút rương chứ không gì hết á. Bây giờ mình tới một căn phòng hoàn toàn mới nữa rồi. Nó được xây... ấy da! Giống như là một cái động bàn tơ vậy. Đây là những cái khối tơ nè. Ui, đây vậy nó còn có hang hốc các thứ tùm lum nữa. Ý? Nhưng mà có bánh. Cái gì? Trời, ăn cái bánh xong mình cộng 15 độ khó. Really, nigga? Anh thằng ơi. Thôi xong rồi. Cái bánh này là cái bánh nguy hiểm nhất mình từng ăn nè. Đây là cái rương đổi 6 trái tim hả? Ôi, mình chơi lớn mình đổi 6 trái tim luôn á. Hy vọng là nó cho đồ xịn nha. Nãy giờ mình loot ít rương lắm luôn. Nên tranh thủ có mấy cái rương thưởng giống như vậy thì mình nên loot ha. Ui, bây giờ quái nó trâu chưa? Kiếm rồng, cái thứ mà quánh không ăn thua. Đã vậy còn ăn mấy cái bánh nó còn tăng độ khó lên nữa. Khổ càng thêm khổ. Phải vượt qua mới được. Còn không vượt qua thì đi về. Cũng rồng mình bây giờ bắn một cái không suy nhê luôn nè. Quá lắm rồi. Ừ, nổ đi, bánh xác luôn. Hết, mình hết nhẫn nại rồi. Lút lẹ rồi chạy. Hình như ở trong cái thử thách mà tìm bánh lần này ấy, những cái rương nó không có nhiều đồ để cho mình tập trung đi tìm bánh thôi. Mình loot nãy giờ mình mới để ý ấy. Thôi. Dạ, nó còn nổ mình nữa. Rồi luôn, hết thuốc luôn rồi. Ở đây, bánh đây. Chúng ta đã tìm được 9 cái bánh rồi. Kìa rồi, thấy bánh rồi. Đừng có bắn nữa. Nè. Đây là cái bánh thứ 10. Ui, ăn cái bánh xong bị làm chậm. Mình thấy cái bánh rồi. Cái bánh thứ 11. Rồi, bể rồi. Yes. Chúng ta đã có được 11 trên 22 cái bánh. Được phân nửa hành trình rồi. A few moments later. Mình quyết định về sớm thôi. Không kịp rồi. Cái thử thách tìm bánh rất là khó nha. Mình đã mở to con mắt lên tìm nhưng mà chỉ tìm được có 11 cái thôi. Sau khi đi 2 chuyến về thì mình cũng được thêm một ít đồ ha. Đầu tiên là mình sẽ gắn những cái Trader Core này vô. Đó, để chúng ta có những cái lựa chọn mua sắm khác ha. Ui, có mình trong đó nữa kìa. What the heck? Ui, hình như có mình trong đó nữa kìa. Wow. Chuẩn bị nha, mình chuẩn bị xuất hiện này. Dữ ta. Được. Và mình thì mình bán một cái cây Passo. Cái này là sự kết hợp giữa cúp, sẻng và rìu luôn. Nhưng mà mình không thể cường hóa nó với cái dòng Mending. Ui, kỳ vậy. Nhưng mà mình muốn mua thử á. Mình cần 9 đồng tiền bạc lận. Rồi, chúng ta sẽ ghép lại và thành đồng tiền vàng nè. Mua cây ba sao đó luôn á. Ba sao, đây. Mua luôn. Wow. Ô, đào cũng nhanh quá nè. Nhưng mà mình phải tìm một cái dòng chậm hỏng để ép vào. Vì nó không ép được sửa chữa nên phải có chậm hỏng để dùng lâu hơn ha. Kế tiếp đến thì mình sẽ mở mấy cái gói này. Để coi nó có cho mình thêm đồ gì không. Đó, nó cho mình cái lồng đèn gì kìa. Được luôn nha. Bánh thì ăn thêm đi. Mình sẽ lên được cấp 18. Sắp rồi. Mình sắp lên cấp 25 để có thể học được nhiều kỹ năng xịn hơn rồi đó. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong ngày săn lùng kho báu không được may mắn ngày hôm nay á. Hy vọng là những ngày sau chúng ta sẽ may mắn hơn và có thật là nhiều đồ tốt. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.